Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Hôm nay mình về thêm hàng cho các bạn đây. Đây là đầu tiên là cái đèn năng lượng mặt trời này các bạn, hình đĩa bay này. Cái đèn này hồi kia mấy anh hỏi nhiều lắm, bên này mới có hàng lại nha các bạn. Chỉ có 480 ngàn mà bao ship tận nhà nữa nha các bạn. Đó, giá thì cực kỳ rẻ rồi. Cái con này thì công suất của nó là 300W nha các bạn. Đó, con này công suất là 300W. Thì cái này thì phù hợp chúng ta dùng một cái ống phê này chắc phải phi 60 các bạn. Chúng ta có một cái tiếp phi 60 chúng ta đút vô. Đây nó có sẵn là bát và remote đó nha các bạn. Tại vì những cái thùng của nó mình cắt lên kia rồi, mình để cái đèn không thôi. Đó, đây thì bát 60. Đó, thì đèn này thì pin cũng rất là tốt các bạn. Thời gian sáng của nó phải lên gần 10 đến 12 tiếng rồi. Rồi hôm nay về cho anh em, mấy anh em mà thích hút thuốc á, những cái bật lửa này các bạn, bật lửa bằng tia plasma. Đây, cái bật lửa này thì nó rất là an toàn các bạn, nó không có ga. Đây là bật lửa điện này các bạn, rất đẹp nha các bạn. Trong này là nó có luôn cái bo mạch để chúng ta sử dụng làm sử dụng để mồi lửa này các bạn. Đó, các bạn anh em coi này, khi mồi thì nó sẽ có cái chùm điện nó bắn tia qua chứ nó không có ga nha các bạn, nên cái máy lửa này cực kỳ an toàn, nó rất đẹp luôn các bạn. Khi bật lên là nó sẽ sáng cái đèn này, báo dung lượng pin luôn này. Đó, tí nữa mình giới thiệu luôn, bật lửa này chỉ có 100 mấy thôi, đang hot trên TikTok đó các bạn. Máy xay thịt, máy xay thịt mà chỉ có 190 ngàn một cái thôi các bạn. Đây, máy xay thịt inox 3.4 này, nhà anh em nào mà hay làm thịt làm chả ở đó các bạn, hoặc là chúng ta hay xay ớt tỏi hành đó, chúng ta mua cái máy này chúng ta khỏi phải giả nha các bạn. Máy rất là ngon, dung tích 2 lít luôn. Rồi đèn năng lượng mình tiếp tục bán cái loại này các bạn, loại này được này chỉ có 420. Hôm nay về cho anh em mấy cái chống ồn này các bạn, 25 ngàn một cái, quá rẻ luôn á. Ngày xưa là của Toto nó tới 100 ngàn, bữa nay có cái hàng này đảm bảo là rẻ cho anh em luôn á. Mấy anh em mà hay đi làm công trình á, thợ hàn, thợ sắt, những người mà làm việc trong môi trường ồn ào các bạn, mua cái này bịt lỗ tai lại, giảm thiểu tiếng ồn. Rồi mắt kính này, mắt kính đa năng này các bạn. Rồi motor 775, đợt này mình về rất là nhiều cái motor 775 các bạn. Motor này là motor công suất lớn nha các bạn, không phải là những cái dòng mà rẻ tiền đâu. Đó, đây là motor công suất lớn. Thì ở trong đây mình có hai loại nha các bạn, motor 755 và motor 775. Thì chủ yếu là motor 775 số lượng nhiều thôi, chứ còn 755 nó ít, xíu nữa mình nói kỹ hơn. Rồi, đặc biệt hôm nay có cái loại kéo bếp các bạn. Đó, cái đây thì anh em nào mà ưng cái kéo da rẻ thì mình có cái kéo cho các bạn đây. Kéo da rẻ này, kéo này thì chỉ có 40 ngàn một cây thôi. Đó, chúng ta không có so được với kéo Kabushi nha các bạn. Hình thức nó gần giống nhưng mà cái kéo này nó rất là rẻ. Tuy nhiên là chúng ta xài thì nó vẫn ổn định, nhưng mà làm trong bếp thì cũng không rất là biết bao giờ mình nó mới hư được cái này. Đó, cũng là hàng bình thường thôi. Rồi hôm nay đặc biệt có cái đèn pin này các bạn. Đây, đèn pin mini siêu sáng. Cái đèn này mà anh em bỏ trên ô tô rồi các bạn, hay là bỏ trong đồ đạc này kia, nó những cái nhỏ nhỏ đó là quá ngon. Nhỏ mà ánh sáng cũng khá là tốt á. Đèn này đèn thuộc dạng đèn sinh tồn các bạn, tí nữa mình giới thiệu kỹ luôn. Hôm nay là mình bán lại hành tỏi này các bạn. Đó, thì đợt này thì tỏi Lý Sơn nó cũng đã có hàng trở lại rồi, giá thì nó cũng vẫn còn 170 và hành là 80 nha các bạn. Rồi một số đồ nữa tí nữa mình giới thiệu kỹ hơn, bây giờ mình đi vào nội dung chi tiết. Đây các bạn, đây là tỏi hành Lý Sơn nha. Đó, thì một túi như thế này là 1 ký. Thì anh em nào mà cần sử dụng những mặt hàng tỏi, hành tỏi Lý Sơn mà hàng chính gốc á, là liên hệ mình. Tại vì cái đây là người thân mình từ Lý Sơn gửi vào để cho mình bán, anh em yên tâm nha các bạn. Đó, không có sợ, ví dụ như bây giờ mà anh em cầm tiền ra 170 ngàn đi ra ngoài thị trường mua thì chưa chắc đã mua được cái tỏi Lý Sơn chính hãng, chính hiệu. Đó, nên anh em nếu mà muốn mua hành tỏi Lý Sơn thì liên hệ mình sẽ cam kết và đảm bảo cho anh em cái nguồn hàng cho nó chuẩn. Tại vì nói chung là tỏi thì ở đâu cũng như nhau các bạn, nhưng mà tỏi Lý Sơn nó có một cái hương vị rất là đặc biệt, nó cay nó nồng. Đó, nên vì sao mà giá nó lúc nào cũng sẽ cao và mắc hơn những cái dòng tỏi bình thường. Đó, thì giá trị hồi giờ rồi các bạn, tại vì cái vùng đất của người ta các bạn, tỏi đó được trồng lên cát trắng mà, nước mặn cát trắng,
nên nó sẽ cho ra một cái vị ngon, thơm, nồng, cay, đúng độ bạn. Thì củ tỏi thì nó sẽ không có to lắm đâu các bạn. Củ tỏi Lý Sơn thì nó lớn hơn cái đầu ngón cái mình một chút thôi. Đây. Đó, củ thì đây là hàng loại 1 nên nó rất là đều củ nha các bạn. Củ nào cũng nói là đều răm rắp. Đó. Hàng này thì anh em về muốn bảo quản được lâu, chúng ta treo nguyên cái bị như thế này lên hoặc là phơi một tí nó cho nó khô hẳn thì để nó sẽ được lâu hơn nha các bạn. Giá là 170.000 cho một ký hành, một ký tỏi. Anh em mà mua tầm 2 ký là mình free ship nha. Cái này thì đủ 2 ký là mình free ship. Còn đối với hành các bạn, hành Lý Sơn này các bạn, hành thì nó cũng sẽ một cái mang một cái hương vị nó đặc biệt hơn nha các bạn. Hành thì ở đâu cũng bán, nhưng mà nếu mà anh em thích cái hàng Lý Sơn thì bên mình có hàng cho các bạn. Hành Lý Sơn thì giá là 80 cành. Đây, 80.000 cho một ký nha các bạn, một ký. Thì anh em có thể mua kèm với những sản phẩm khác của bên mình để mình được free ship nha. Đó, 80 cành thì anh em phải mua 3 ký mình mới free ship được nha các bạn. Đó, rồi, đó là đầu tiên mình báo giá về hành tỏi. Rồi các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là những cái chai nước rửa kính nha bạn. Hàng này là hàng cao cấp, hàng đậm đặc. Đó. Thì anh em yên tâm là hàng nhập khẩu. Đây có tem phụ này. Đó, dung dịch rửa kính này các bạn. Những cái ưu việt của những cái chai lọ kính này là thấy không? Kích thước nhỏ gọn, dung dịch đậm đặc này các bạn, chống ố kính. Đó, giúp làm mềm cái gạt mưa của chúng ta nữa các bạn. Đó, thì nói chung là nó có những cái thứ rất là hay trong này. Thì con này á, một bình như này là dung tích á, của nó là 270ml và nó có một cái bình phụ đây này các bạn. Bình phụ này là để chúng ta đông một cái bình nước lau kính trên xe á, thì chúng ta sẽ pha dưới một cái cục nhỏ như này. Ví dụ như là chúng ta sẽ đây các bạn, thì đây là cái chai nguyên viên của nó này. Đó, trên này thì anh em coi nước trong này này các bạn. Đó, khi chúng ta xài chúng ta bóp lên là nước nó ói lên này này. Đó. Chúng ta bóp đầy cái bình này á, là trên bình này là nó được là 270, quên. Đó các bạn coi này, nó xịt ra này. Đó. Cái này nó rất là thơm nha các bạn, nó có cái mùi thơm dễ chịu. Đó, nó đầy một bình này, chúng ta chế một cái này vô nước lọc kính, chúng ta chế một cái này vô một cái bình nước kính, đổ nước lọc vô, nước sạch vô, nước mát nước sạch vô là chúng ta có thể pha được nước lọc kính cho xe ô tô nha các bạn. Đó. Thì chai này là sử dụng một là được 9 bình nha các bạn. Một chai đậm đặc như này chúng ta có thể xài được 9 bình nước lọc kính, rất là tiết kiệm luôn, mà chỉ có 95.000 một chai thôi. Này, giá đề xuất của công ty là 99.000 các bạn, giá bán lẻ này, còn bên mình bán các bạn là 95.000 một chai như này. Anh em mua về thì chúng ta bỏ chẳng vô ô tô, chúng ta chỉ việc xài thôi. Giá rất là tốt luôn. Thức đẹp các bạn, đậm đặc nha, anh em yên tâm, hàng này mình đã xài rất là nhiều rồi. Ok. Tiếp theo là đèn pin. Đèn pin loại 55 cành này các bạn. Cái đèn này mình về được cũng mấy chục cái á. Đó, thì anh em mà hay đi du lịch đồ đó các bạn, hay là chúng ta có xe ô tô chúng ta bỏ cái này trên đó các bạn, thì cần thì chúng ta soi. Cái đèn này nó thuộc dạng không phải là đèn pha, đèn ấy gần thôi các bạn. Ví dụ như tầm này này, tầm ngắn này các bạn, thì mình soi. Đó, mình soi đây để soi sáng chứ không phải nó không có dành để pha nha các bạn, tại vì nó không có cái chó pha. Đó, tầm này là ví dụ như anh em cần làm cái việc gì á, cần ánh sáng hoặc là chúng ta sửa xe. Cái đèn này là ví dụ như chúng ta gắn lên cái nắp capo của xe ô tô. Đó, để chúng ta soi sáng hoặc là chúng ta gắn lên mũ các bạn. Cái đây này hay có kẹp này, đây là cái gắn lên mũ lưỡi trai các bạn. Đó, anh em mà có cái mũ lưỡi trai đội mũ á, chúng ta gắn này để cho người ta sửa chữa xe rồi đó các bạn. Đằng sau này thì nó có một cái 500 để hít. Đó, đây ví dụ như đây các bạn. Thì ví dụ như đây là một cái chỗ có sắt này mình hít này các bạn, thì nó sẽ dính lên này. Chúng ta soi sáng chúng ta làm việc nha các bạn, không phải là một cái đèn pha. Đèn pin nhỏ gọn. Con này được cái là pin nó tích hợp luôn cái cổng sạc taxi. Đó, con này là rất nhiều chế độ sáng các bạn, rất nhiều chế độ sáng. Đó, chớp chậm chớp nhanh này các bạn. Đó, đây, cổng sạc là taxi nha các bạn. Cổng sạc taxi thì nó rất là gọn. Thì anh em mua cái này gọi là cái đèn mini các bạn, rất là nhỏ gọn trong bàn tay này. Đó, ví dụ như anh em đội mũ lưỡi trai thì chúng ta gắn cái này lên cái lưỡi trai của mũ và chúng ta soi như một cái đèn đội đầu. Đó. Cũng rất là hay, nhỏ gọn, đẹp. Đây các bạn, đây là cái hộp của nó này, cái tí ti. Rồi giá là 55.000 một cái đèn như thế này nha các bạn. Đó, anh em mua cái đèn này là cái đèn mini 55.000 một cái. Đó các bạn, hôm nay mình về cho các bạn rất nhiều cái kéo siêu rẻ này các bạn. Đó, thì hàng này á
mà anh em mua 5 cái là được free ship nha, tại vì nó quá rẻ đi. Anh em mà làm bếp, mình nghĩ cái kéo này làm bếp là đã ngon rồi bạn. Đây là cái kéo mà hàng Kabushi này, mình nói với các bạn á. Thì đối với cái kéo này các bạn, thì bên mình là hàng chính hãng của Kabushi nha, mình đang kinh doanh Kabushi. Thì kéo này 100 ngàn đó. Thì chắc lượng chắc chắn là nó sẽ hơn cái kia nhiều rồi. Nhưng mà ví dụ như những có những anh, những chị thì cần không cần cái hàng quá cao cấp như thế này đó. Một cái kéo bếp là 100 ngàn thì nó cũng tương đối là nhiều tiền. Nó không mắc nhưng mà nó cũng thấy cũng khá là nhiều tiền các bạn. Nên có nhiều anh chị là thích những cái dòng kéo nó rẻ hơn các bạn đó. Thì cái kéo này bên mình chỉ bán có không, mình bán 35 ngàn một cái thôi các bạn. Đây các bạn, mình sửa giá ngay trên video luôn nha. 35 ngàn một cái kéo như này các bạn. Thì một cái kéo này á, chúng ta sẽ mua được ba cái kéo này, chúng ta sẽ mua được một cái kéo Kabushi. Đây các bạn. Đó, hình thức thì là gần giống như nhau các bạn. Đó, cái một cái form dáng như nhau. Cái nhưng mà chúng ta có thể nhìn kỹ thì thấy cái thiết kế nó thì nó cũng cái độ chất lượng nó thì mình nhìn vô là mình thấy cái này là nó cán nó to này, lưỡi là nó cũng dày dặn độ hơn các bạn. Đó. Thì tất nhiên là nó sẽ tốt hơn rồi, tiền nào của đó mà. Còn cái này 30 ngàn nhưng mà mình thấy nó cũng rất là bén các bạn. Đây này các bạn, độ dày đồ này kia. Thì anh em nào muốn mua cái kéo xịn thì có thể liên hệ mình mua cái kéo này Kabushi nha các bạn, 100 cành một cây. Còn kéo này thì 35 ngàn nè các bạn, làm bếp làm đồ là vô tư. Cũng bén lắm nha các bạn. Cái này mà anh em về mua về là cắt rau, cắt ớt rồi làm hành, làm cá rồi đó các bạn. Quá ngon. Lưỡi thì cũng bén. Làm trong bếp mà các bạn, biết đời nào mà hư được cái kéo. Số lượng quá nhiều luôn á, mình có số lượng rất là nhiều phục vụ anh em nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ bán cho các bạn là 35 ngàn một cây. 35 ngàn một cây, quá rẻ luôn các bạn. Còn cái kéo này thì 100 ngàn nha. Anh em, cái này mình giới thiệu ngoài lề thôi. Đó các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái bật lửa các bạn. Cái bật lửa này thì nhìn cũng rất là cao cấp các bạn. Nó nằm trong một cái hộp như thế này. Đó. Thì trong này nó có một cái bật lửa. Thì cái bật lửa này là dành cho mấy anh mà hay hút thuốc các bạn. Nên thì chúng ta mua cái này là hợp lý này. Hoặc là chúng ta để đốt cái gì cũng được các bạn. Con này nó sạc pin nha. Con này thì được cái là nó sạc bằng cổng Type-C. Đây. À, chỗ này có cổng Type-C này, chúng ta hết pin chúng ta chỉ cần sạc vào cái lỗ đây thôi. Đó, và nó có một cái đèn các bạn. Cái đèn này thì đó. Cái đèn này là gọi là cái LED cop á, để chúng ta soi sáng này kia, rất là tiện lợi các bạn. Ví dụ như ba chế độ sáng này. Đó, một cái đèn bên hông. Một cái tấm LED cop cho đây. Rồi khi mà chúng ta xài thì chúng ta gài vào đây nha các bạn. Như thế này, chúng ta xỏ chốc chìa khóa các bạn, cái này có chỗ chúng ta treo chìa khóa này. Thì đây là cái bo mạch của nó nha các bạn. Cái bo mạch nó thì nó có báo dung lượng pin. Nên nó có hai con phét và một cái IC các bạn. Cái IC quản lý này. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Thiết kế mẫu mã cực kỳ đẹp luôn, nhỏ gọn như một cái nhíp bô thôi. Đó. Thì khi xài chúng ta mở cái này ra, không mở khóa an toàn ra, chúng ta bật này lên. Đó. Cái này thì nó có bốn cái cực điểm nha các bạn. Khi bấm điện thì nó sẽ đấu vào nhau. Chúng ta bật này các bạn. Tia nó cháy lên này. Đó, nó cháy này các bạn. Đó. Cái này mà hút thuốc là số 1 luôn các bạn. Chúng ta đi hút thuốc cũng là cái này nó hay lắm nha. Đốt này các bạn. Nói chung là cái công nghệ làm cái này rất là hay nha các bạn. Cái này nó đang hot rần trên TikTok nha các bạn. Đó. Cái bật lửa này. Sao cái này thì an toàn rồi. Nó không có ga, có đồ thì nó rất là an toàn các bạn. Anh em mua cái này gọi là cái bật lửa nha các bạn. Giá là 140 ngàn một cái. Đây các bạn, tiếp theo là cái máy xe thịt này các bạn. Thì ở đây thì một cái hộp nó như thế này. Trong cái bộ nó thì con này là dung tích 2 lít này bạn, công suất 200W, điện 220V. Máy xe thịt này, con này thì được hãng bảo hành 1 năm, kitchen dụng cụ nhà bếp. Cái cối này thì nó hay lắm các bạn. Nếu mà nhà chúng ta mà hay bán đồ mà làm mắm làm muối nhiều á, mua ngon. Hoặc là trong nhà mà chúng ta hay xe thịt xe đồ làm chả làm đồ á, nó có một cái cối xay nắp này các bạn. Cối xay này thì nó cũng vừa đủ, không quá dày không quá mỏng nha các bạn. Inox 304.
Trong này thì nó có một ốc nó giữ cái trụ này các bạn. Khi anh em mua về thì chúng ta sẽ mua con ốc này, nó ở rời nha, chúng ta gắn vô. Đó, cái nóc 304 này bạn. Đó, không rỉ nha. Đó, bên để đây là nó có là cối xe thịt này bạn, Midman. Này. Đây là cái cánh lưỡi dao của nó. Thì nó có bốn cái lưỡi dao như này. Thì khi nó xay thì đảm bảo là nó sẽ chém đứt hết tất cả thịt là rau củ gì đó chúng ta cần xay đó các bạn. Nó là bốn tầng. Khi xài chúng ta chỉ việc là lắp vào đây thôi các bạn, lắp vào đây đó. Như thế này đó. Còn đây là cái miếng nhựa các bạn, nó có ron cao su nữa nha các bạn. Ron cao su thì nó nằm trong hộp á. Đây các bạn, đây là ron cao su nha các bạn. Ron cao su này thì chúng ta về chúng ta tự lắp vô cái nắp nha các bạn, để mục đích là cho nó kín, để nó không có bị xì nước xì đồ ra bên này. Còn cái ron này là chúng ta về ta gắn ở dưới này. Đó, chúng ta lắp dưới để cho nó êm á. Khi mà xay này nó êm, nó không có bị lắc rung lắc. Cái ron cao su ra trên này nè. Lắp khi xay thịt thì chúng ta chỉ việc là đậy cái nắp lại thôi. Đó, và đây là cái máy chúng ta. Thì cái máy này thì nó thiết kế là nó có một cái sao năm cạnh này các bạn, là nó để gắn vô chỗ này. Rồi đây là nút số 1, nút số 2. Cái này thì khi là chúng ta xài thì bấm nó chạy phải giữ nha các bạn, chứ nó không có kia nó mới an toàn được các bạn. Chúng ta chỉ việc là đưa cái này nó khớp vô đây là xong. Nó đưa khớp vô. Đó các bạn, thì nó sẽ khớp như thế này này các bạn. Nó rất là an toàn nha các bạn. Để mình chạy điện nha các bạn coi. Đó các bạn, thì khi chúng ta lắp đặt như thế này á. Đó, thì lưỡi dao bên trong này, đây có nút 1 và 2 này các bạn. Trên đây nó cấp độ 1 là chậm, có 2 là nhanh. Thì bây các bạn coi mình ấn này. Đó. Đó. Thì một cái bộ như này á, mình bán chỉ có 190 thôi nha các bạn. Đó, 190.000 một máy. Ok. Nên các bạn, tiếp theo là mình về cho các bạn là những cái kính nha các bạn. Đây là kính đa năng. Tại gọi là kính đa năng tại vì nó sử dụng vào rất nhiều mục đích. Chúng ta có thể đi xe đạp này, rồi trong nắng này kia. Đại khái là kính đeo mắt thì nó sẽ dạng như kính mát các bạn. Đó. Mình thấy đeo đi xe đạp là hay nhất. Hay là đi xe máy gì đó các bạn. Thì bùa này rất là bụi ra đường này, rất là nhiều bụi bặm. Đây, mỗi cái kính thì nó sẽ có một lớp cao su, một lớp mốt đệm rất là êm các bạn. Nó có hai loại này, một loại là kính rời này các bạn, một loại là kính rời này, chúng ta sẽ cái góc gọn như vậy này, hoặc là một loại là nó sẽ liền như thế này. 25.000 một cái thôi nha các bạn. Nó có hai loại như vậy, màu thì ngẫu nhiên đi các bạn. Trên này thì ví dụ như cái kính này á, thì chúng ta đeo cảm giác nó gọn hơn. Đây các bạn, đây các bạn, thì cái kính này thì đeo là như thế này nè. Đó, rất là mát nha các bạn. Trời đây trời mùa hè mà chúng ta đeo kính này vô là cảm giác trời nó sập xuống luôn các bạn, nó mát rưỡi thôi. Đó, hoặc là chúng ta có dùng cái kính này để hàng nữa được cũng được các bạn. Ánh sáng nó che rất là nhiều nha. Đó, đeo trời nắng thì nắng mà đeo vô là cảm giác như là nó trời xa xăm lại luôn các bạn. Đó, đây là một cái loại này các bạn. Cái loại này thì đeo cảm giác là nó gọn gàng hơn. Cái này kết hợp với mũ bảo hiểm nha các bạn. Đó, có cái dây này thì tăng đưa được này, rất là dễ dàng này. Hoặc là cái kính này thì chúng ta đeo nó cũng đẹp. Đó, kính này thì đeo đó, nó cũng vậy nha các bạn. Đó, thì bây giờ đeo như thế này thì nó che được hầu hết là nó trùm con mắt cho chúng ta luôn. Đi đường là không có bụi bặm gì hết nha các bạn. Giờ đi này, anh em coi này, nó ôm sát cái mặt luôn này các bạn, không có bụi bặm gì hết. Đó, thì kính này thì mình bán một cái là 25 cành, cái nào cũng vậy nha các bạn. Đây 25.000 này, cái nào cũng 25.000, anh em mua cái nào thì bán với mình nha. Đó, tiếp theo là cái đây là gọi là cái bịt lỗ tai này các bạn. Đó, thì cái này thì nó sẽ chỉnh được chỗ này, tất cả là những cái cửa đầu như thế nào thì chúng ta sẽ có chỉnh được hết. Đó, đây thì mình ốp vô lỗ tai này các bạn. Đó, thì bây giờ mình bịt như thế này á thì ở ngoài nói gì là mình không có nghe đâu các bạn, chỉ nghe tiếng ù ù ù sơ sơ thôi. Ví dụ như anh em mà đi làm những cái nghề như là nghề sắt, nghề đồ á, mà đục khoét hay bê tông rồi đó các bạn, thì rất là ồn. Thì chúng ta có cái này chúng ta che lại các bạn, nó giảm tiếng ồn. Đó, chứ đi làm mà nghe liên tục cái tiếng ồn này, nó rất là khó chịu nha các bạn. Đó, đây thì một cái này thì giá cũng chỉ có 25.000 thôi. Đó, có hai màu này, màu đỏ màu vàng này các bạn. Bịt tai này 25 cành này các bạn. Đây là mặt cái mặt nạ hàng này các bạn, nên cái mũi mặt nạ mũi heo này thì cái này thì giúp cho mấy anh mà bơm thuốc các bạn. Mình thấy những cái cô chú mà bơm thuốc từ sau thuốc diệt cỏ rồi đó các bạn, thì nên mua cái này nha.
đeo vô để cho nó an toàn các bạn. Tại vì nó khi các chú hít thở thì nó sẽ đi qua một cái lớp than hoạt tính như thế này, nó khử độc này các bạn. Nó sẽ tốt cho sức khỏe nha. Đặc biệt là mấy chú mà ở miền Tây mà hay có vườn sầu riêng, cà phê đó bạn, hay tôm thuốc nữa, thì cái này là hợp lý. Giá của nó chỉ có 50.000 thôi các bạn. Đây là mặt nạ mũi heo nha các bạn. Một cái là 55.000 này. Rồi tiếp theo là motor 775, rồi công suất lớn. Các bạn, hôm nay mình về cái loại motor mà motor công suất cao đó bạn. Con này là 18V nha. Cái này thì ví dụ như anh em mà cần thay vô máy khoang á, thì chúng ta mua chúng ta thay vô cũng được. Con này là cốt dài nha các bạn. Cốt này là cốt một phân á. Nên con này thì chúng ta muốn chế đồ nó cũng dễ lắm các bạn. Anh em mà muốn chế đồ thì mua cái đầu máy mài máy đồ gắn cái này cũng chế rất nhiều thứ. Và motor 75 thì nó khá là thông dụng. Và bây giờ thì những cái máy khoan Trung Quốc á, thì nó cũng sẽ có những cái motor như thế này, thì chúng ta về thay thế. Cái này là hàng mới chưa xài này các bạn, công suất lớn nha các bạn. Con này là 75 này, 18V DC này. Đây mình sẽ cấp cho nó một cái điện 18V luôn các bạn, để coi cái tốc độ cái lực của nó như thế nào. Đây các bạn, thì các bạn coi này, motor công suất lớn thì nó như thế này nha. Đó. Khi mà chúng ta để vô những cái cực nó thì nó đánh lửa rất là kinh khủng. Motor này thì khá là êm các bạn. Đó. Này là chưa có xài đâu nha các bạn, hàng là còn dày cộm luôn này các bạn. Đó. Chưa cái đầu hàng là chưa có dấu hàng luôn. Rất là êm. Con này là motor hai bạc đạn nha. À, bạc đạn đầu này. Bạc đạn đầu và phần sau là vòng đệm nha các bạn. Đó. Con này thì nó có đánh âm dương chúng ta này, đỏ là dương và đen là âm, không có gì là âm. 75. Ở đây thì mình có rất nhiều hàng, toàn là hàng mới không các bạn. Giá là 90.000 một cái nha các bạn. À, thôi mình bán cho bạn 85.000 nha. Đó, mình hạ xuống còn 85.000 con motor. Đó, 85.000 một motor, motor 75. Motor 75 là một trong những loại motor thông dụng nhất trên thị trường. Rồi, tiếp theo là dây sạc và củ sạc các bạn. Đây là một cọng dây cáp này. Cáp sạc này các bạn. Đó, 4 trong 1 nha. Đó, dòng cải tiến bây giờ là như thế này. Nó viết 4 trong 1 là các bạn. Đây là một đầu A-Ralanin là một này các bạn. Đầu C-Ralanin này các bạn. Đó, chỉ để sạc nhanh. C-Ralanin này các bạn là 2 nha các bạn. Đó. Và tiếp theo là A-Ratasi là 3 chức năng này. A-Ratasi này là 3 chức năng này. Và 4 chức năng là 2 đầu taxi. Thì với 2 đầu taxi này á, thì nó giúp sạc công suất lên tới 65W. Nhưng mà maximum là 65W này, nên hỗ trợ được hầu hết là tất cả các cục sạc bây giờ các bạn. 65W là rất là kinh khủng rồi các bạn. Đó, thì cọng dây như thế này á, là bạn 1m nha, mình bán là 50.000 một cọng dây. Nếu này mà mua cái củ sạc nhanh của nó này, đây là cái củ sạc nhanh các bạn. Đó, thì củ sạc nhanh này mình bán 90 các bạn, có hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn. Đó, củ sạc là 90, còn cọng dây là 50. Rồi, tiếp theo là cái đèn pin. Cái đèn pin này thì mình bán cho các bạn là 35.000 một cái nha. Đó, đèn tay. Cái đèn này thì tình trạng là yếu pin. Đó, bây giờ là còn 35.000 các bạn, đã giảm giá còn 35.000. Cái đèn này thì anh em về có thể là thay cho nó một viên pin để chúng ta xài tiếp tục, hoặc là để như thế này sạc pin ngoài xài nha bạn. Bây giờ hiện tại là đang yếu pin này các bạn. Mất pin là báo mất cuối cùng này. Đó. Rất rẻ luôn. Thì mua cái này về thì chúng ta sẽ được một cái đèn pin cầm tay. Con này mà nếu mà pin mạnh là pha nó rất là ghê luôn các bạn. Cái này thì chúng ta sử dụng một xe 18650 như đây, gọn gàng và dễ thay bạn. Chúng ta chỉ cần mở 4 ốc ra là chúng ta có thể thay được một pin như nó. Này nó dễ lắm. Giá của một cái đèn như thế này là 35.000 các bạn, đèn tay 35.000. Rồi cái mặt này các bạn, đây là cái mặt để chế độ các bạn. Thì cái mặt này mình bán 45.000 để anh em về lấy linh kiện nha. Hai ổ cắm này, một cái màn hình báo pin này các bạn. Cái màn hình báo pin này chúng ta mua cũng phải 100 mấy rồi đó các bạn. Một cái màn hình, cái đèn led các bạn. Đây đèn led này. Đó, một cái rắc sạc và một cái nút nguồn. Đó, nút nguồn. Nó thì trong bộ như này, và một cái cổng USB nữa các bạn. Hai cổng USB này, trong cái bộ mạch như thế này này. Đó, thì ở đây thì mình sẽ bán nguyên một cái tấm như này chứ 40, bên đây mình hạ xuống còn 40.000 đi.
40.000 cho anh em về lấy linh kiện nha các bạn. Chúng ta về lấy linh kiện, đảm bảo là không có lỗ đâu, anh em yên tâm. Rồi, đầu khoan là còn được 2, 4, 6, máy đầu 80 cái đầu bạn. Đầu khoan Milwaukee 95.000 một đầu nha các bạn. 95.000 đầu. Rất là rẻ luôn các bạn. Đầu Milwaukee hàng xịn này, cao cấp luôn. Ok. Tiếp theo là ổ khóa Suzuki các bạn. Đợt này mình về lại cho các bạn ổ khóa Suzuki này. Ổ này là hàng Nhật Bản nha, hàng chất lượng. Đó, cổng khóa rất là to, chống cắt luôn các bạn. Ổ khóa này thì khóa cửa là đảm bảo an toàn luôn các bạn. Ra ban lock này. Đó, một cục inox thì là to. Chống cắt, chống đồ. 120.000 một cái thôi các bạn. Đây, quá rẻ luôn á. Hàng đây nó hơi nhìn nó hơi bị rồi, nó hơi cũ cũ nhưng mà bên trong thì nó còn đẹp nha bạn. Khóa Suzuki này, hàng cao cấp. 120 cành một ổ khóa Suzuki. Đây các bạn, tiếp theo là cái củ sạc đa năng. Cái này là bộ sạc đa năng nha các bạn. Dây dài này tầm 1 mét. Đó. Thì cái này thì nó có hỗ trợ sạc nhanh. Thì cái này mình gắn ở nhà mình có một cục thì nó cũng hay các bạn. Hoặc là đi đâu du lịch vô đồ đem theo cũng khá là tiện. Đó. 90.000 cho một cái bộ sạc đa năng nha các bạn. 90.000. Cái này thì nó có hai lỗ tai C này và hai lỗ A các bạn. Có hỗ trợ sạc nhanh nha các bạn. Nhưng mà không tới 65W nha, cái này là thông số ấy thôi. Rồi, một cục nhà chỉ có 90.000 thôi. Đây các bạn, đây là cái xẻng quân đội Mỹ này các bạn, cái xẻng hàng Mỹ này. Đó, thì cái đây thì lính Mỹ nó hay bỏ vô trong ba lô nó hành quân để tới nơi là nó có thể đào đất đào đồ làm gì nó làm các bạn. Đó, thì hàng này rất là ngon. Cái này thì bây giờ nói chung là chúng ta mà đi đâu chúng ta bỏ một cái vô cốp xe chẳng hạn, để ví dụ như tới chỗ nào cần đào đất các bạn. Đó. Hay là khi mà lắp vô là nó ra như một cái cuốc chim các bạn. Đó, để đào đất này. Hoặc là chúng ta sẽ ấy thành một cái xẻng nữa các bạn. Mở đây ra và nó sẽ biến thành một cái xẻng. Đây. Một cái xẻng nha các bạn. Đó. Xúc đất xúc đồ. Rồi cái xẻng này là 190 cành một cái. 190.000. Hôm nay mình về cho các bạn đó là mấy cái đèn này các bạn. Đèn này là loại mới này các bạn, 20W nha. Thì con đèn này thì mình cũng đang gắn một con ở trên đầu đó các bạn. Đó, cái đèn mà ở giữa đó là cái con mình đang gắn, nó sáng rất là sáng luôn á. Đó, đây 20W này. Con này là 20W, 220V. Đây, một cái đèn. Thì anh em mua cái đèn này thì nó gọi là cái đèn 20W hộp xanh nha. Tại vì hôm nay mình có hai loại 20W, một cái cảm ứng nữa các bạn. Chỉ có 25.000 một bóng thôi. Đây, con đèn. Giá quá rẻ đi các bạn, 20W. Anh em mua 10 cái là được free ship nha. Đây. Con đèn màu xanh này. Rồi tiếp theo là mình có là con đèn 28W này các bạn. 28W thì 30.000 một bóng. Con đèn này thì còn được mấy cái á. Đó. Đèn này là đèn 28W nha các bạn, 30.000 một bóng. Nó to hơn một chút, sáng hơn một chút. Rồi. Và cái đèn thứ ba là cái đèn vàng. Anh em gọi là cái đèn vàng đi. Cái đèn này là có cảm ứng nha các bạn. Khi trời tối là nó sẽ sáng lên và khi trời sáng là nó tắt đi. Đây, thì con này nó có một cái sensor nó cảm biến không đó. Đây các bạn, có cái SMD này. Đó là nó có cái sensor nó cảm biến khi trời tối là nó sáng lên nha các bạn. Đó các bạn, cái đây thì khi gặp tối là nó sẽ sáng nha các bạn. Nó cái đèn là đèn cảm biến. Thì mình vẫn bán cái đèn này là 25.000 một cái thôi. Đó, đèn có cảm biến này. Anh em mua cái này gọi là cái đèn 20W màu vàng nha. Còn cái này là đèn 20W màu xanh, đèn bình thường không có cảm biến. Rồi, giá 25.000 luôn. Ok. Rồi. Tiếp theo là đèn 8 cánh các bạn. Hôm nay mình có đèn 8 cánh và đèn 5 cánh. Đây thì đèn 8. Đây là đèn 5 cánh này các bạn. 5 cánh thì công suất của nó là đây các bạn. 100W. Đây, 5 cánh là công suất 100W này. Đó, thì cái này thì cho độ sáng là khủng khiếp luôn đó các bạn. Đây, anh em nhìn lên đầu mình á, có một cái đèn 8 cánh mình đang bật để cho rồi quay phim cho các bạn đó, thì nó cho ra một cái ánh sáng rất là tốt nha. Đó. Đây là cái đèn 5 cánh này. Thì tiếp theo là cái đèn 8 cánh đó các bạn. 8 cánh 5 cánh thì nó cũng một hình thức thôi. Cái đèn 8 cánh thì nó được 200W. Đây các bạn, rất là to. Các bạn, 8 cánh này các bạn. Nó như cái máy quạt luôn á.
Cái này thì anh em cần độ sáng lớn thì chúng ta mua cái này. Đây là nó có được 200W này các bạn. Độ nhiệt độ màu là 6500K. Đó, rất là to. Cái đèn 8 cánh thì giá là 185.000 một cái này các bạn. Còn đèn 5 cánh là 135.000 một cái nha. Tiếp theo là mỏ hàng xung 250W các bạn. Dùng bí áp xuyến của Nhật Quang nha các bạn. Đây thì nó là 1.250.000. Mình bán cái này thì mình sẽ tặng anh em là một cái chì hàng và một cái nhựa thông nhỏ nha các bạn. Đó. Thì cái này thì dành cho những người mà hàng công nghiệp. Đây các bạn. Đây, đây là công dụng nó các bạn. Công suất lớn, dùng trong hàng công nghiệp, điện tử, bình ắc quy rồi đó các bạn. Thì đó. Thì con này thì đây, thông số kỹ thuật các bạn. 600A luôn. Rồi bảo hành 1 năm nha các bạn, trọng lượng là 1,3. Đó. Con này thì sử dụng biến áp xuyến. Biến áp xuyến thì đây các bạn, nó cho ra một cái mỏ hàng gọn nhẹ, công suất lớn. Ưu điểm lớn nhất của nó là gọn nhẹ, công suất lớn nha các bạn. Đó. Và con này thì anh em yên tâm được bảo hành 1 năm. Và tất cả những cái linh kiện đồ của nó thì mình đều có để anh em thay thế. Tất cả đều có để thay thế nha các bạn. Đó. Rồi, thì giá của cái này á, hàng này là hàng Made in Việt Nam nha các bạn. Hàng này là của công ty Nhật Quang. Đó, mình bán cái này rất là lâu rồi. Trước giờ thì bán chưa phải bảo hành một cái nào hết trơn các bạn. Đó. Khi mua thì mình sẽ tặng anh em là hai cái đầu mũi đi kèm và thêm một cục nhựa thông và một cái chì hàng nha các bạn. Đó. Thì cái món hàng này hiện tại thì vẫn là giá 1.250.000, bảo hành 1 năm, bao ship tận nhà. Đó. Ok. Rồi, mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn là cái món hàng Haco 936. Cái dòng này là dành cho mấy anh em mà làm điện tử các bạn. Đó. Con này thì được nhiệt độ rất là cao nha. Con này thì nhiệt độ nó lên tới 480 độ C này các bạn. Đó. Có thể điều chỉnh được nhiệt độ này kia các kiểu. Đó. Rồi, đây là cái đế hàng. Cái đế hàng này. Đó. Cái đế để gài cái mỏ hàng các bạn. Đó. Cái đế hàng để gài mỏ hàng. Và chỗ đây là cái chỗ mà chúng ta có thể vệ sinh cái đầu hàng. Rất là ấy nha các bạn. Mỏ hàng chúng ta thì rất là chuyên nghiệp. Cái này thì mình thấy cái mỏ hàng này với cái giá trị của nó thì không có mắc một chút nào nha các bạn, chỉ có 330.000 thôi. Chúng ta có được một bộ hàng chuyên nghiệp như thế này luôn. Mỏ Haco 936. Giá là 330.000 một bộ. Đó. Hàng rất là chất lượng. Theo là một cái đèn pin siêu sáng các bạn, cái đèn này là dành cho police, dành cho công an. Đó. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là ba cái filter. Đây, ba cái filter đây, chúng ta có thể là thay thế vô cái đầu này để cho ra ánh sáng vàng, ánh sáng xanh hoặc là ánh sáng xanh đỏ tùy chúng ta. Đó, ba cái filter. Và đây là cái đèn của chúng ta các bạn. Con này thì siêu sáng các bạn. Một chế độ này, con này sáng kinh khủng lắm. Xem coi này, nó rọi. 2 này các bạn, 3 này. 4, 4 là chế độ này. 5 là này. Chớp theo cái kiểu công an. Đây là đèn ưu tiên nha các bạn. Đó. Trong này thì sẽ có tích hợp cổng sạc Type-C các bạn. Kết hợp cổng sạc Type-C và có thể sạc dự phòng cho điện thoại di động luôn. Đó, rất là nhiều thứ hay ho trong này. Đó. Đằng sau này là ví dụ như có tấm sạc bằng năng lượng mặt trời nữa các bạn. Ví dụ như chúng ta mà đi rừng đi đồ á thì hết pin thì chúng ta có thể đem này chúng ta phơi nắng là nó nạp pin cho điện ta luôn. Độ sáng kinh khủng lắm các bạn. Đó. Thì công tắc là bằng nút bóp nha các bạn. Rồi, một cái đèn như này là 350.000 nha. Cái đèn này là đèn siêu sáng 350.000. Rồi, hôm nay mình thanh lý cái thùng RV7 nha các bạn. Đó, RV7 bên mình thì lúc nào giá là cũng tốt nhất thị trường. Các bạn, một thùng RV7 để ngược rồi. Nguyên siêu như này. Nó gồm có 12 chai, 1 2 3 4 5 6 12 chai. Đây. Dòng mình đó là cái dòng mà được tặng thêm 50g. Đó, đây là RV7. Được tặng thêm 50g. Dung tích thì con này thì dung tích là 493ml các bạn, được tặng thêm 50g nữa. Đó, là con này đang 4 lạng này. Rất là nhiều. Đó thì mình bán lẻ một chai là 50 cành nha các bạn. Anh em mua lẻ thì một chai là 50.000. Còn anh em mua nguyên thùng như thế này á, đó, nguyên thùng là 520 nha các bạn. Anh em mua nguyên thùng nếu mà làm nhiều hoặc là cửa hàng gì bán vẫn có lời các bạn.
lẻ là 50k một chai, 50k một chai này đó, còn kia là thùng. Ok, bộ sạc ắc quy này các bạn, bộ sạc ắc quy thì mình có lại, hôm nay mình chỉ còn cái loại là mình về loại mới là 12V 8A, thì còn này có thể sạc được 12V và 24V các bạn, bình 12 và 24V đều sạc được đó. Bộ này thì rất là đơn giản, dễ sử dụng các bạn, chỉ cần cắm vào và nó sẽ tự động làm mọi thứ cho các bạn, chúng ta không phải làm gì hết nha. Thì bộ này thì bên mình đang bán với giá là 320.000 bao ship tặng nhà đó, bộ sạc ắc quy. Thì nói chung là bây giờ nhà ai cũng có xe máy hay là ô tô gì trong nhà các bạn, mà mỗi lần mà để lâu á, nhiều khi cái bình nó là tuột vôn tuột áp, thì chúng ta phải cần phải có một bộ này trong nhà các bạn để sạc, chứ không là nó sẽ bị chứ không một lỡ lần mà nó lỡ nó hết điện thì nó phiền phức lắm. 320.000 một cục các bạn. Loại đây là loại lớn nha, sạc 12V là được 8A, mà sạc 24V á là được 4A.